Hôm nay là thứ sáu ngày 15 tháng 12, bắt đầu luyện tập sử dụng ngữ đầu tiên tiếng Trung. Trước cả a, chỉ là tại đối thoại trong, chúng ta chú lý số, đối số là bạn à, gia đình à, đồng nghiệp à, đồng sự à, chỉ là tại chú lý. Tôi lại đổi một cái cảnh cảnh, để bạn chú lý, thông minh. Ví dụ, bạn vừa về nhà, tôi hỏi bạn, hôm nay bạn đã mua gì? 你说我今天买了衣服啊，鞋啊，还有帽子啊，还有一些零食啊。你看这个啊，没有任何意思，只是在口语对话中，我们举例说明，在每一个名字后面加上一个轻轻的啊，父母啊，朋友啊，大家其实都会认为这么好的工作，一份工作，对于女孩子来讲很稳定，收入也不错，没有什么太大的压力，一切都非常的合适，但是我放弃了。但其实这个世界上我没有特别合适的事情，就是一直很多事情都不停的变化了，环境在变，人也在变，大家都在变。20岁的时候，我没有标准，就是随大流，大家该怎么样，或者是流行怎么样，跟着走就行了。到中年到了30岁的时候，突然还是要为自己而活。小燕说：“为自己而活。”很多朋友都问，而是什么意思？首先我告诉我你的为自己而活，这个而其实是可以去掉，不为别人活，我为自己活，什么意思呢？就是指作为一个人活着，我是为了实现自己的目标，实现自己的价值，满足我自己的需求，而不是实现别人的别人的需求，我为自己活。如果我现在加入，而其实强调的是动机和目的。我为什么活？我为自己而活。所以在中文里，你经常见到。我姐说到这里吧，别挑甜别甜别的，也不讨论甜别的。哎，那你做得多瓜？Em cũng thế. Buồn ngủ vậy. Chị ơi, chị đọc như nào? Chị này đọc như nào? Chị cũng không biết. Em tự hỏi người khác đi. Em tự hỏi người khác đi. Chị ơi, chị này đọc như nào? Chị này đọc như nào? Chị cũng không biết. Chị cũng không biết. Em tự hỏi người khác đi. Em tự hỏi người khác đi. Sao hôm nay ăn ít thế? Sao hôm nay ăn ít thế? Vâng. Tự nhiên bụng em khó chịu quá. Không muốn ăn. Sao hôm nay ăn ít thế? Sao hôm nay ăn ít thế? Vâng. Tự nhiên bụng em khó chịu quá. Không muốn ăn. Ôi, mát thế. Mùa thu rồi mà. Mùa thu rồi mà. Ôi, mát thế. Mát thế. Mùa thu rồi mà. Mùa thu rồi mà. Chị ơi, ở đây có được sử dụng điện thoại không nhỉ? Được em ạ. Được em ạ. Chị ơi, ở đây có được sử dụng điện thoại không nhỉ? Được em ạ. Được em ạ. Em ơi, ở đây hút thuốc là được không ạ? Được không nhỉ? Xin lỗi, anh không tạm, anh thông cảm. Ở đây cần hút thuốc à? Em ơi, ở đây hút thuốc được không nhỉ? Xin lỗi, anh thông cảm. Ở đây cần hút thuốc à? Em ơi, điện thoại chị đâu rồi? Em biết không? Điện thoại chị á? Em vừa mới nhìn thấy ở đây. Không ăn nữa à? Không ăn nữa à? Vâng. Em ăn một chút rồi. Tại nữa em một chút rồi. Không ăn nữa à? Vâng. Tại nãy em ăn một chút. Tại nãy em ăn một chút rồi. Một chút rồi. Cuối tuần chị tuần làm gì đây? Chị hay đi xem phim. Chị hay đi xem phim hoặc ở nhà xem TV. Cuối tuần chị tuần làm gì đây? Chị hay đi xem phim hoặc ở nhà xem TV. Sao cái son này lại dễ thế? Nhờ. Hay là hàng giả? Hay là hàng giả? Sao cái son này lại dễ thế? Hay là hàng giả? Hay là hàng giả? Olan. Lâu lắm mới gặp. Cậu làm gì rồi? Dạo này cậu làm gì đấy? Tớ thì vẫn đang dạy tiếng Nhật ở Zumori. Vẫn đang dạy tiếng Việt Zumori. Olan. Lâu lắm mới gặp. Dạo này cậu làm gì rồi? Dạo này cậu làm gì rồi? Tớ thì vẫn đang dạy tiếng Việt ở Zumori. Tớ ấy, anh đi công tác.
là Hồ Chí Minh bao lâu? Một tuần này mà. Lần tới anh đi công tác Hồ Chí Minh bao lâu? Một tuần này mà. Một tuần em ạ. Em ạ. Chị ơi, nhìn này. Cái ảnh này chắc phải từ năm này. Nhớ hồi ý thế. Ờ, nhớ hồi ý thế. Chị ơi, nhìn này. Cái ảnh này chắc phải từ năm năm trước nhỉ? Nhớ hồi ý thế. Ờ, nhớ hồi ý thế. Trời vẫn mưa à con? Trời vẫn mưa à? Ồ con. Không, trời tạnh rồi mẹ ạ. Không. Trời vẫn mưa à con? À con. Không, trời tạnh rồi mẹ ạ. Trời tạnh rồi mẹ. Theo như dự báo thời tiết thì ngày mai mưa to đấy. Dự báo thời tiết thì... chán thế. Chán thế. Ngày mai em định đi chơi. Em đi đi chơi. Theo như dự báo thời tiết thì ngày mai mưa to đấy. Chán thế. Ngày mai em định đi chơi. Em định đi chơi. Xin lỗi, cho tôi hỏi quay lên tại ổ đâu à? Anh đi cuối hành lang, anh đi cuối hành lang rồi rẽ phải nhé. Xin lỗi, cho tôi hỏi quay lên tại ổ đâu à? Anh đi cuối hành lang rồi rẽ phải nhé. Nghe nói ngoài mày nhà hàng tầm giá 500% đấy. Bước về chỉ có một trăm. Ồ thích thế, đi ăn không? Nghe nói ngoài mày nhà hàng 500% đấy. Bút phê chỉ có 200 càng một ngày. Tôi chúc tôi cũng khỏe. Nghe nói ngày mai nhà hàng này giảm giá 50% đấy. Bút phê chỉ có 200 càng một người thôi. Bút phê chỉ có 200 càng một người thôi. À, chúc tôi khỏe. Bút phê chỉ có 200 càng một người thôi. Bút phê. Ôi thích thế. Ồ thích thế. Đi ăn không? Nghe nói ngày mai nhà hàng này giảm giá 50% đấy. Bút phê chỉ có 200 gram một người thôi. 200 gram một người thôi. Anh ơi, đi họ hàng thì em bao nhiêu tiền à? 100.000 em. Anh ơi, đi họ hàng thì em bao nhiêu tiền à? 100.000 em. Nghe nói trường này khổ báo này. Báo lại anh ơi, anh nhỏ cẩn thận nhé. Ừ, anh biết rồi. Nghe nói trường này có bão đấy anh nhớ đi cẩn thận nhá. Anh nhớ đi cẩn thận nhá. Anh biết rồi. Ừ, anh biết rồi. Tuần sau sinh nhật đó. Cậu đến nhá. Ok. Mày đấy cậu. Từ mày đấy cậu. Tuần sau sinh nhật đó. Cậu đến nhá. Ok. Mày đấy cậu. Từ mày đấy cậu. Em ăn có cơm chưa? Em ơi cần. Đợi em xíu nhá. Em nấu sắp xong rồi. Em nấu sắp xong rồi. Em ơi, khó công chua. Đói quá. Đợi em xíu nhá. Đợi em xíu nhá. Em nấu sắp xong rồi. Anh ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Sao về muộn thế? Anh đi ăn với anh muộn không, không đi. Em chua người à? Anh ăn cơm chưa? Sao về muộn thế? Sao về muộn thế? Anh ăn đi ăn công ty. Em chưa ngủ à? Em chua người à? Anh ơi, đi ra ngã tư sở thì em đâm thẳng rồi dễ trái. Anh ơi, đi ra ngã tư sở thì đi thế nào? Em đâm thẳng rồi dễ trái. Em đâm thẳng rồi dễ trái. Em đâm thẳng rồi dễ trái. Anh ơi, đi ra ngã tư sở thì đi thế nào nhỉ? Anh ơi, đi ra ngã tư sở thì đi thế nào nhỉ? Em đâm thẳng. Rồi dễ trái. Ok. これで、あれがね、切れちゃうから、もうあの、ビデオがね、ビデオっていうか、録画の画像がないから、ここまで、続きはまた、ハノイでね、終了。